Ở vị trí thứ 10, chúng ta có một tên lửa, hay đúng hơn là tên lửa trượt siêu thanh của không quân. Đây là một cơ chế đặc biệt trên đường ray với động cơ tên lửa được tạo ra để thử tên lửa và các vật thể không gian khác. Tốc độ tối đa của nó là 10.600 km/h. Tên lửa này nhanh đến nỗi bạn sẽ không nhìn thấy gì nếu chớp mắt. Một đường trượt dài 16 km dài nhất trên thế giới đã được xây dựng đặc biệt cho thiết bị này. Ở phía trước, NASA X-43A hoặc HyperX, máy bay siêu thanh không người lái đang ở vị trí thứ 9. Chú chim này bay với tốc độ 11.000 km/h, nhanh gấp 8,2 lần tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, nó đã bị tụt lại phía sau so với đối thủ của mình khoảng 2,5 lần. Vị trí thứ 8 được chia sẻ bởi hai chị em, hai tàu vũ trụ Columbia và Discovery. Nhân tiện, Columbia là con tàu vũ trụ đầu tiên được tái sử dụng thành công trong lịch sử thám hiểm không gian. Để có thể bay trên quỹ đạo, những con tàu này phải đạt tốc độ 28.000 km/h. Đây là tốc độ cần thiết để có được quỹ đạo ổn định, áp dụng cho tất cả các tàu con thoi. Với tốc độ này, phi hành đoàn có thể ngắm mặt trời mọc sau mỗi 45 phút. Cả hai con tàu đã thực hiện thành công hơn 50 nhiệm vụ không gian. Và chúng ta đã vươn lên ngày càng xa khỏi trái đất. Chúng ta thấy gì ở đây? Thí sinh này đang rất tự tin chiếm lấy vị trí thứ 7. Đây là Apollo 10, con tàu vũ trụ mà NASA đã sử dụng để diễn tập cho việc hạ cánh trên mặt trăng. Khi nó trở lại trái đất từ quỹ đạo mặt trăng vào năm 1969, trọng lực đã tăng tốc Apollo 10 đến vận tốc lên tới gần 40.200 km/h tại độ cao 122 km. Kỷ lục Guinness Thế giới tuyên bố rằng Apollo 10 giữ kỷ lục về tốc độ nhanh nhất mà con người từng di chuyển. Tuy nhiên, báo cáo nhiệm vụ của Apollo 10 cho biết tốc độ tối đa khi đi vào khí quyển là 40.000 km/h. Ở vị trí thứ 6, xa ngoài vũ trụ, tàu thăm dò không gian Stardust đang bay. Năm 1999, NASA đã phóng nó đi để thu thập các mẫu vật từ sao chổi Wired 2, và nó đã mang những mẫu vật này về trái đất trong năm 2006. Trong không gian, nó đã tăng đến tốc độ tối đa là 46.500 km/h. 7 năm không phải là quá tệ cho dịch vụ truyền phát, vì nó đã bay quãng đường 4,5 tỷ km, giống như việc bay khứ hồi từ trái đất lên mặt trời tới 14 lần. Bây giờ, chúng ta đang ở gần hành tinh lùn Pluto. Vâng, gần đây đứa bé này đã bị loại khỏi danh sách các hành tinh trong hệ mặt trời. Trạm tự động liên hành tinh New Horizons của NASA đang bay xung quanh, xếp vị trí thứ 5. Nó thậm chí không phải là tàu, đây là trạm vũ trụ, trong khi thực hiện nhiệm vụ đã đạt tốc độ tối đa 58.600 km/h. Năm 2006, NASA đã phóng New Horizons đi nghiên cứu Pluto. Và trong 13 năm, trạm đáng thương này chỉ bay và nghiên cứu hành tinh lùn cô đơn và lạnh lẽo đó. Nhưng tháng 1 năm 2019, nó đã bay đi nghiên cứu tiểu hành tinh gần nhất. Theo học thuyết âm mưu, đó là một UFO. Nhưng chuyện đó để sau nhé. Vị trí thứ 4 thuộc về Voyager 1. Tàu vũ trụ này đã được phóng đi để nghiên cứu các phần xa hơn của hệ mặt trời vào năm 1977. Và năm 2013, nó đã đi vào không gian giữa các vì sao với tốc độ 61.200 km/h. Voyager 1 đã đi được một quãng đường khoảng 539 triệu km mỗi năm. Trong năm 2020, nó sẽ bay xa cách chúng ta gần 22,5 tỷ km. Đây là vật thể được tạo ra bởi nhân loại bay ở khoảng cách xa trái đất nhất. Nó dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình vào năm 2025. Cho dù Voyager 1 không phải là nhà vô địch của chúng ta, nhưng nó có thể được xem là thí sinh bền bỉ nhất cuộc đua. Vị trí thứ 3 đã thuộc về tàu vũ trụ Galileo, được thiết kế và phóng đi bởi NASA vào năm 1989 để nghiên cứu bầu khí quyển sao Mộc. Nhiệm vụ dài 14 năm của Galileo đã kết thúc năm 2003 khi con tàu được tính toán để bay vào bầu khí quyển sao Mộc. Trước khi va chạm, nó đã đạt tốc độ lên tới 174.000 km/h. Với tốc độ đó, người ta có thể lái xe vòng quanh trái đất tại xích đạo chỉ trong 14 phút. Giả sử có những cây cầu bắc qua tất cả các đại dương hoặc chạy tới mặt trăng và quay lại chỉ sau 5 giờ đồng hồ. Vị trí thứ 2 được chia sẻ giữa hai tàu thăm dò không gian Helios 1 và Helios 2. Thật là tuyệt vời, con tàu đầu tiên đã đạt tốc độ 238.000 km/h và cái thứ hai lên tới 247.000 km/h. Cả hai thiết bị được NASA phóng đi vào những năm 70 và hiện đang ở trong quỹ đạo của mặt trời. Chúng gửi các thông tin về bụi mặt trời, bão mặt trời, plasma và các dữ liệu nóng hổi khác về trái đất. Và nhà vô địch cuộc thi của chúng ta là Parker Solar Probe. Cũng như Helios, nó nghiên cứu mặt trời nhưng bay với tốc độ đáng kinh ngạc là 343.000 km/h.
Vào tháng 10 năm 2018, nó đã lập kỷ lục về khoảng cách gần nhất với mặt trời. Với mỗi vòng trên quỹ đạo của nó, tàu Parker sẽ tăng tốc và ước tính sẽ đạt tốc độ 692.000 km/h vào năm 2024. Nói chung, như các bạn đã biết, càng gần các ngôi sao, chúng sẽ bay càng nhanh. Được rồi, hãy tạm biệt anh chàng đọc thông báo. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Rồi, chào nhé. Bởi vì chúng ta đang ở giữa không gian vũ trụ rộng lớn, nên dường như đây là một dịp tốt để tìm hiểu về vật thể nhanh nhất trong vũ trụ. Và sau đó, bạn sẽ biết được tốc độ không thể vượt qua. Năm 2014, các nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian đã ghi nhận tốc độ cao nhất trong vũ trụ. Và không, đây không phải là UFO, mà là plasma bay ra từ một lỗ đen. Theo các tính toán, plasma này di chuyển theo hình xoắn ốc và tạo thành hình nón với tốc độ gần 9.650.000 km/h. May mắn thay, thứ đáng kinh ngạc này bay xa chúng ta trong một thiên hà khác cách 50 triệu năm ánh sáng. Và một năm ánh sáng là... Tôi sẽ không khiến bạn chán với cả dãy số 0 đâu. Nói đơn giản, khoảng cách bạn đi được trong một năm tại tốc độ ánh sáng là một năm ánh sáng. Và tốc độ ánh sáng rơi vào khoảng 300.000 km/giây. Bạn tự tính đi nhé. Đây là tốc độ giới hạn cho mọi thứ trong vũ trụ. Và điều thú vị hơn cả, đó là không vật thể nào có khối lượng lại có thể di chuyển với tốc độ như thế. Dựa vào các quy luật vật lý, các hạt ánh sáng hay photon không có khối lượng, vậy nên chúng là thứ duy nhất có thể. Các photon chỉ cần 8 phút và 20 giây để đến được hành tinh chúng ta từ mặt trời. Nhưng hãy tưởng tượng, là một ngày nào đó, nhân loại có thể tạo ra một con tàu đạt đến vận tốc ánh sáng. Tin tôi đi, đó sẽ là một trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất của nhân loại. Tôi xin mời bạn lên tàu. Chúng ta khởi động động cơ, bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu tăng tốc, đạt tốc độ ánh sáng và... Con tàu vỡ tan thành từng mảnh chỉ sau vài giây. Sự thật đó là với tốc độ như thế, ngay cả các phân tử hydro cũng sẽ bị vỡ nát dưới lực tác động. Và nó sẽ tạo ra một liều phóng xạ mạnh gấp hàng chục nghìn lần so với mức mà con người có thể chịu được. Lớp bảo vệ để chịu được lực tác động phóng xạ mạnh như thế vẫn chưa được phát minh. Được rồi, hãy thử lần thứ hai nào. Bây giờ tàu của chúng ta sẽ được trang bị một trường lực và không có gì có thể phá hủy nó. Hãy tăng tốc lại một lần nữa nào. Chúng ta đạt tới giới hạn tốc độ ánh sáng và vượt qua nó chỉ với 6 phần nghìn km mỗi giây. Vào khoảnh khắc này, một điều gì đó không thể tin nổi đã xảy ra. Quy luật nhân quả bị đảo ngược. Đầu tiên phải là nguyên nhân, sau đó là hệ quả. Nói đơn giản, nó có nghĩa là bạn sẽ đói bụng trước, sau đó mới ăn một cái hamburger. Không thể nào xảy ra việc bạn ăn hamburger, sau đó mới đói bụng. Nhưng trên con tàu của chúng ta, nó có thể. Hãy tưởng tượng rằng khi đã vượt qua tốc độ ánh sáng, chúng ta đang bắt kịp các photon mà mặt trời đã phát ra 8 phút trước. Tốc độ của chúng ta tăng lên và con tàu vượt qua các photon của ngày hôm qua. Sau đó là của tuần trước, rồi tháng trước, rồi năm trước. Trên thực tế, chúng ta đang bay qua thời gian, tiến về quá khứ. Khi đến gần với tốc độ ánh sáng, thời gian trên con tàu chậm lại và khi vượt qua nó, thời gian sẽ trôi ngược. Nhưng đây thậm chí chưa phải là điều tệ nhất. Theo lý thuyết tương đối, khi tốc độ của vật càng cao, khối lượng của nó càng tăng và kích thước của nó sẽ càng giảm. Tàu của chúng ta sẽ trở nên vô cùng nặng và vô cùng nhỏ. Bạn có biết điều gì xảy ra khi một vật thể bất kỳ bắt đầu trở nên nặng hơn một cách vô tận không? Đúng rồi, lỗ đen. Một lỗ đen siêu lớn sẽ bắt đầu hút lấy mọi thứ ở xung quanh và tăng khối lượng vô hạn. Nghe có vẻ không tốt chút nào, nhưng chúng ta chỉ muốn bay thôi. Thậm chí nếu nhân loại phát minh ra cách để di chuyển với tốc độ đó, chúng ta cũng không cần chúng. Con người sẽ học cách vượt qua không gian với sự trợ giúp của các cổng dịch chuyển hay lỗ thỏ. Nhờ có nó, ta có thể đi đến bất kỳ đâu trong vũ trụ chỉ trong tích tắc.